Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi học này. Và chúng ta có một cái buổi học rất là sớm và rất là bất ngờ cùng với nhau, phải không ạ? Chị hy vọng là các bạn thì đã có thể để chúng ta có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với nhau rồi. Bởi vì một lát nữa thì chị sẽ có một chút xíu việc, nên chị không muốn là để mất buổi của các em, mà chị muốn là các bạn có thể học đều đặn cùng với chị. Thế nên là ở thời điểm hiện tại bây giờ, chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đây. Không biết là các bạn đã lên hay là chưa để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau nhá. Mặc dù là rất là sớm nhưng mà chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái cơ hội để chúng mình được học cùng với nhau trong những cái khoảnh khắc bất ngờ như thế này. Được không ạ? Các em ơi, các bạn đã lên chưa? Em đã lên chưa nhở? Em đã lên chưa? Em đã lên chưa ạ? À, chị đã thấy một số bạn Em đã đã lên lên và chưa? gửi lời chào tới chị rồi đây, phải không? Rồi để chị xem nhá. Kiều Ân này, Diệu Linh này, Song Ca này, Thương này, Huyền Trang này, vừa về đến nhà luôn. Ngô Minh Tiến này. Rồi ok, các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục đi khám phá về một cái tác phẩm rất là quen thuộc với các bạn rồi, đúng không ạ? Đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em ơi, hôm trước thì khi mà chị chia sẻ với các bạn về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì chị có nhận thấy một điều rằng là các em có rất là nhiều những cái ấn tượng tốt về nhà thơ này, và chị cũng tin rằng là những cái ấn tượng tốt như vậy sẽ là một cái nền tảng để cho các bạn là của chị sẽ không cảm thấy môn văn nhàm chán nữa, bởi vì chí ít là chúng ta ở trong thời điểm hiện tại chúng ta có những cái điều mà chúng ta thích, được không ạ? Quan trọng là như vậy. À, xin chào các bạn nhá. Vừa về đến nhà luôn à? Nhiều anh chị em là kiểu bất ngờ ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây. Đúng không? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây mà tự nhiên tại sao lại như thế. À, ngày hôm nay thôi nhá, ngày hôm nay đổi thôi ạ. À, còn mọi thứ thì vẫn sẽ trở về bình thường nhá, được không ạ? Ngày hôm nay thôi, bởi vì một lát nữa thì chị có một chút xíu việc mà chị lại không muốn là mất buổi của các em. Thế nên là chị đã dậy sớm ở trong ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nhá các bạn nhá. Được không nào? Em đã lên chưa? À, một bạn nào đó có thể vào trong group của lớp mình để nhắn các bạn đấy lên học giúp chị nhá. Ok, xin chào Ngân. Các bạn thân mến, ở buổi trước thì chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu về Xuân Quỳnh cũng như là tìm hiểu về bài thơ Sóng, tức là về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này rồi, cùng với một số những cái yếu tố liên quan khác. Và ngày hôm nay chị vẫn muốn là các bạn có thể nghe lại cái video clip này cùng với chị, được không nào? Vợ xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ, treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Bài thơ nhà chật với 6 thước vuông chật hẹp nhưng ấm áp hạnh phúc này là nơi gắn bó của vợ chồng cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh từ thời gian khó đến khi theo mây trắng về cuối trời. Cả căn phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ đủ để kê một quyển sổ cho cả hai vợ chồng ngồi làm việc. Thường là Xuân Quỳnh nhường Lưu Quang Vũ ngồi viết, còn mình thì ngồi dưới đất kê giấy lên đùi để sáng tác thơ. Hàng trăm bài thơ của hai người và hàng chục vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ như Hồn Chương Ba, Ra Hàng Thịt, Tôi Và Chúng Ta, Lời Thề Thứ Chín đều được ra đời từ chính góc nhỏ cùng khổ cùng vui này. Thật khó tưởng tượng, trong căn phòng bé nhỏ cũ kỹ như khoang thuyền chật hẹp ấy lại là nơi trú ngụ của 5-6 con người, hai vợ chồng, 3 đứa con và đôi khi cả mẹ, anh em của Lưu Quang Vũ cũng đến ở cùng. Nhọc nhằn là vậy, nhưng chính cuộc rất sống là chung nhiều với sách, Xuân Quỳnh đúng không ạ? đã Có cho rất Lưu là Quang nhiều Vũ sách. một nguồn năng lượng mới, để ông vừa có trong tay một sự nghiệp lý tưởng, vừa có một hạnh phúc đời thường. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi, bà
bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió. Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mặt em xanh thăm thẳm những chân trời. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng xem thêm một cái đoạn video clip nữa cùng với chị nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng xem thêm một cái đoạn video clip nữa cùng chị cũng nói về Xuân Quỳnh. Nếu như mà hôm vừa rồi học thử thì các bạn có thể xem cái này rồi, nhưng mà xem lại một lần cũng không có thừa, đúng không ạ? Thứ năm thì đi học thơ mà, cuối tuần thì chúng ta mới học văn xuôi nhá. Làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Thường Xuân Quỳnh không biết viết đến bản ý đẹp bao giờ, một cái bản ý thực tế để cho một nữ tác giả thấy đi cả tài năng lớn như thế, thật là cay đắng. 30 năm đã trôi qua kể từ ngày nữ thi sĩ Xuân Quỳnh rời xa thế giới này, nhưng đâu đó trong những hiệu sách, những phần thơ, những cảm xúc khi ồn ào, khi da diết, khi lo âu trong tình yêu của bà vẫn còn đó. Yêu hết mình, sống hết mình cho đến chết trong thơ. Mình sống trong một cái thế giới hồn như là lúc nào cũng có cái sự thổn thức và lo âu. Cái đấy là in dấu rất rõ trong thơ của Quỳnh. Cái sự thổn thức đấy là chỉ có Quỳnh mới có thể có. Bởi vì trong đấy có cả trí tuệ, có cảm xúc, và trong đấy có những cái ước vọng lớn lao của một người đàn bà đối với đời sống gia đình, đối với con cái. Xuân Quỳnh nói điều rất hay trong cái hoa cỏ máy. Khắp nẻo dân đầy hoa cỏ may, áo em sơ ý cỏ gặp đầy, lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Nhà thơ luôn luôn hoài nghi và sợ hãi trước mọi thực sự đổi thay của tình yêu mà nhà thơ biết là nó sẽ đến. Cho nên nhà thơ có những câu hỏi rất phụ nữ, đốt lòng em câu hỏi, yêu em nhiều không anh? Những câu hỏi rất đàn bà, rất phụ nữ, nhưng thì chính cái chất ấy làm nên sự hấp dẫn của Xuân Quỳnh. Thơ tình của viên Xuân Quỳnh bao giờ cũng đến những cái góc cách nhất của những cái tâm trạng người phụ nữ, rất là sâu xa, rất là kín đáo, nhưng mà cũng rất là hồn nhiên, rất hồn nhiên. Và chính cái chỗ hồn nhiên của Xuân Quỳnh này, nó làm cho những người đọc được thấy gặp mình ở đấy, cái sâu kín ở đấy, vẻ đẹp của người phụ nữ ở đấy. Chỉ riêng điều được sống cùng nhau, niềm sung sướng với em là lớn nhất, trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực, giây phút nào tim đập chẳng vì anh. Người ta nhớ đến Xuân Quỳnh qua những yêu thương mãnh liệt như thế dành cho người đàn ông của đời mình. Nhưng cũng chính tình yêu của nữ thi sĩ đã bao trùm lên tất thảy. Ở đó là tình yêu với quê hương đất nước, và hơn cả, tình yêu với gia đình, với những đứa con thơ. Những tập thơ đầu tiên của Xuân Quỳnh là khi Xuân Quỳnh đã đi vào những vùng chiến sự của đất nước, như là Quảng Bình, Vĩnh Linh, và viết nên những tập thơ nổi tiếng sau này, đó là Hoa Dọc, Chiến Hào, Gió Lào, Cát Trắng. Quỳnh rất yêu con, trong những cái năm mà chúng tôi hầu hết là đói khổ, như là cái bút bi mà chỉ có một cái ruột thôi, thế phần chúng tôi phải cuộn cuộn ra bên ngoài giấy bên ngoài để viết. Thế nhưng những cái năm đấy thì Tuấn Anh, Minh Vũ và Quỳnh Thơ đã lớn lên dưới cái sự chăm sóc tận tâm của Quỳnh, và nhờ đấy mà Quỳnh có những bài thơ rất hay của trẻ con. Quả ớt làm bằng cây, và viết cho Lưu Minh Vũ là con riêng của chồng, và bà cắt nghĩ rằng Lưu Minh Vũ làm bằng cha, bằng mẹ, bằng ông, bằng bà, và làm bằng cả má nữa, biết không? Tôi đọc bài đấy lúc nào tôi cũng xúc động. Không phải là yêu thương con chồng để lấy lòng với chồng và nhà chồng, mà đấy là tình yêu thật. Tình yêu thật thì mới nghĩ rằng cái máu thịt của đứa con này có cả cả má nữa. Điều đấy luôn luôn khiến tôi cảm động. Đấy là một người phụ nữ có trái tim bao dung thật.
Trong cuộc sống và trong tình yêu, đàn ông thường mơ những cái bao la như vũ trụ, đại vũ trụ rộng lớn, cả thế giới. Nhưng mà là một người phụ nữ, Xuân Quỳnh chỉ mơ về một thế giới tình yêu trọn vẹn, mặc dù thế giới ấy chu vi của nó chỉ bằng một trái tim thôi. Quỳnh rất là thích cúc vàng, đấy là một cái hình tượng mà nó không thể thay thế được trong các cái hình tượng khác của Xuân Quỳnh. Chính là vì nó đẹp cho nên nó rất mong manh. Những người nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam hiện đại, phải không ạ? Nếu như Xuân Diệu trong thời kỳ thơ mới được coi là ông hoàng của thơ tình Việt Nam, thì nữ sĩ Xuân Quỳnh của chúng mình hoàn toàn phù hợp và xứng đáng với tên gọi là gì ạ? Là bà hoàng của thơ tình Việt Nam. Chúng ta vẫn còn nhớ Lưu Quang Vũ từng viết rằng là anh ngẩng lên là ở cánh em rồi, bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của căn phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Và đó cũng chính là khoảnh khắc chúng ta nhớ lại về cuộc đời của người nữ nghệ sĩ này, với tất thảy là tình yêu. Đó là tình yêu dành cho người đàn ông của cuộc đời mình, là tình yêu dành cho gia đình, và đó cũng là tình yêu dành cho quê hương đất nước. Trong thơ của Xuân Quỳnh đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm nhận khác nhau. Và một trong số những cảm nhận đầu tiên mà cứ nhắc tới hai từ Xuân Quỳnh, cứ nhắc tới cụm từ Xuân Quỳnh, là người ta sẽ nhớ tới tình yêu thương, là tình yêu, một tình yêu khát khao và cháy bỏng, một tình cảm vô cùng giản dị, đôn hậu và gần gũi tựa như hơi thở. Thế nhưng cũng có những khoảnh khắc tình cảm ấy luôn luôn được đặt trong những cái sự lo âu và trăn trở hết sức đời thường của một người đàn bà, phải không ạ? Các bạn hãy nhớ cho chị điều này nhá, được không nào? Và hãy nhớ giúp chị rằng bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ra đời vào một ngày cuối năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Xiêm Điền của tỉnh Thái Bình. Đó là thời khắc, là độ tuổi mà Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những bồng bột và những cái vấp ngã đầu tiên ở trong tình yêu của mình. Có lẽ cũng bởi điều đó, thế nên Sóng được diễn tả qua những phần thơ của Xuân Quỳnh bỗng chốc trở nên cồn cào và xa xiết đến như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các em nhé. Được không ạ? Rồi ok, chúng ta có phân tích khổ thơ này hay là mã phân tích? Chị sẽ không chia bố cục của bài thơ này, mà chị sẽ đi phân tích theo từng khổ của bài thơ này, bởi vì mỗi khổ thì chúng ta sẽ có một cái tên gọi riêng. Ok không ạ? Các bạn ơi, các em xem có ổn không? Các bạn xem có ổn không ạ? Các bạn xem có ổn không nhỉ? Các em xem có ổn không? Em đợi chị một chút xíu nha. Em nghe đây. Tầm 7 giờ xong ạ. Rồi ok, rất là xin lỗi các bạn nhé, bởi vì là bạn chị vừa gọi, được không ạ? Bạn chị vừa gọi chị nên là chị vừa phải đi nghe điện thoại. Bây giờ thì chị quay trở lại đây cùng với các em rồi đây. Chúng mình sẽ cùng nhau, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh ở trong khổ thơ đầu tiên nhá. Và ở trong khổ thơ thứ nhất này, chị sẽ đặt tên cho nó với một cái tên, đó chính là đối lập, được không ạ? Khổ thơ đầu tiên, chúng ta sẽ lấy một cái tên, đó chính là đối lập, được không ạ? Ok chưa? Đối lập. Đợi chị chuyển cái này xem là nó có ok hơn không nhá.
chị một chút xíu nhé. Anh ngừng lên là ở cạnh em rồi. Rất là hay đúng không ạ? Rồi, đợi chị một chút xíu với chị xem cái này. Đợi chị. Không mát à? Đây. Ok, được không ạ? Chúng ta có khổ thơ đầu tiên. Khổ thơ đầu tiên của chúng mình mang tên gọi là đối lập. Hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt nhất để có thể học bài thơ này. Bởi vì chị nghĩ là đây sẽ là một cái bài thơ rất là tuyệt vời với các em đấy. Được không ạ? Rồi, chúng ta có khổ thơ sau. Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể. Được không ạ? Dữ dội. Ok, xin chào Thuận Trần nhá. Xin chào Hoàng Nhung. Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể. Được không ạ? Chúng ta có bốn câu thơ đầu tiên này. Và chị nói rằng ở khổ thơ 1 này chị đặt tên cho nó là đối lập. Chúng ta đều biết rằng là đề tài viết về tình yêu, Xuân Quỳnh không phải là người đầu tiên khai phá. Đề tài để lấy cảm hứng từ biển để viết về những vần thơ về tình yêu và trang trải nỗi lòng của mình, Xuân Quỳnh cũng không phải là người đầu tiên. Đúng không ạ? Trước đó chúng ta đã từng có rất là nhiều những tác phẩm khác, chẳng hạn như là thơ Xuân Diệu. Nhà thơ Xuân Diệu cũng đã từng viết trong tác phẩm của mình rằng là gì ạ? À, nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết trong tác phẩm của mình rằng là gì rồi? À, em sẽ kể, à, xin lỗi gì ạ? Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn em để mãi mãi, đã hôn rồi hôn lại. Đúng không ạ? Đã có rất là nhiều người từng viết về sóng và viết về biển rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa được trở về với biển, với đại dương bao la. Chị không biết là các bạn nhỏ của chị thì có thích biển hay là không. Nhưng mà quả thực cái khoảnh khắc mà chúng ta được đứng trước biển và cảm thấy giống như là mình đang nhỏ lại, đang bé lại ấy. Đặc biệt là đứng trước biển vào buổi đêm nữa, khi mà có thể nghe thấy tiếng sóng đang vỗ vào bờ cát, nghe thấy tiếng gió và nhìn thấy ở xa xa là hình ảnh của những con tàu đang đi đánh bắt vào buổi đêm. Chúng ta nhìn thấy một cái không gian vô cùng rộng lớn ở trước mặt và đi một cái bước, một cái đôi chân trần lên trên bãi cát, cảm giác như là lạnh đúng không? Cảm giác được cái lạnh và bắt đầu những cái con sóng nó ào vào bờ, thế là chúng ta mới nhảy cẫng lên, không là sợ sẽ ướt quần ướt áo gì đó, hoặc là có nhiều người can đảm hơn thì để cho sóng tạt nhẹ vào như vậy. Quả thực đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời, phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Chị nghĩ rằng là Xuân Quỳnh cũng không phải là một ngoại lệ. Khi mà để cho trái tim của mình có thể thả hồn theo những con sóng, theo những con gió ở ngoài biển, theo những con sóng, theo những con gió ở ngoài biển, đặc biệt là vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình, được không ạ? Và có lẽ cũng chính bởi đứng trước đại dương bao la, trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu như vậy, thế nên ở trong trái tim của Xuân Quỳnh bây giờ có biết bao nhiêu những nỗi lòng mong muốn được trang trải mà không biết phải làm thế nào. Thế nên tất cả những cảm xúc đó bây giờ đã trở thành vần, thành điệu để nhà thơ cất lên hồn thơ của riêng mình và thi phẩm sóng đã ra đời. Được không nào? Chúng ta có khổ thơ đầu tiên. Chị đã nói rằng đây là một khổ thơ viết về những cái trạng thái đối lập trong tình yêu của một người con gái. Chúng ta sẽ có lưu ý những từ sau. Dữ dội. Dịu êm. Chúng ta có ồn ào, lặng lẽ. Các bạn ơi, đây là những gì ạ? Bốn cái này là gì ạ? Là thuộc loại từ gì nhỉ các bạn nhỉ? Bốn cái này thuộc loại từ gì nhỉ các em nhỉ? Từ gì nhỉ? À, tính từ đúng không? Phải không ạ? Tính từ chỉ trạng thái. Nhưng ở đây cụ thể là trạng thái của cái gì? Cụ thể đây là chỉ trạng thái của cái gì nhỉ? À, cụ thể ở đây là trạng thái của những con sóng ngoài đại dương. Những con sóng ngoài đại dương. Phải không ạ? Đây là những tính từ chỉ những con sóng ngoài đại dương. Và hãy lưu ý giúp chị rằng
đây là những tính từ như thế nào nhỉ? Đối lập với nhau, các em nhá, là những tính từ đối lập với nhau, phải không ạ? Chúng ta có ở đây là gì? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị này. Thứ nhất, đó là gì nhỉ? Khi trời yên bề lặng, khi phong ba bão tố, thì sóng như thế nào nhỉ? Sóng dữ dội, ồn ào, phải không ạ? Thế còn khi trời yên bề lặng thì con sóng như thế nào nhỉ? À, con sóng dịu êm lặng, đúng không? Dịu êm lặng lẽ. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy được hai cái trạng thái đối cực của con sóng được đề cập đến ở đây. Chúng ta thấy rằng là chị luôn luôn nói với các bạn hai cái hình tượng xuyên suốt ở trong bài thơ này, đó là hình tượng sóng và hình tượng êm, đúng không? Chúng mình có hai cái hình tượng xuyên suốt là hình tượng sóng và hình tượng êm. Vậy thì có một điều khiến cho chị rất là phân vân, đây là chúng ta có sẽ thuộc về phạm trù là gì nhỉ? Phạm trù là nghĩa thực, đúng không ạ? Thế còn cái lớp nghĩa mà tiềm ẩn ở phía bên dưới ấy sẽ là gì? Okay. Nghĩa ẩn sẽ là gì ạ? Nói về những trạng thái đối cực của con sóng, ý là muốn nói về cái gì đây? Theo các bạn, nói ra những cái trạng thái đối cực như vậy, ý là muốn để làm gì nhỉ? Các bạn nhỉ? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Nói về những cái trạng thái đối cực như vậy để ý là muốn nói về cái gì ở đây nhỉ các bạn nhỉ? À ok, xin chào Gia Hân nhá. Không có vấn đề gì, không vấn đề gì. Hôm nay chị bất ngờ phát, sớm mà, dậy sớm mà nên không sao nhá. Các bạn ơi, muốn nói về cái gì đây nhỉ? Nghĩa thực là như vậy rồi. Nghĩa thực là những cái trạng thái đối cực của con sóng rồi. Thế còn nghĩa ẩn là cái gì? Là nói về cái gì? Là nói về cái gì nhỉ? Theo các bạn nào? Chị gợi ý là chúng ta sẽ có ba cái gạch đầu dòng để nói về những lớp nghĩa thực ở trong phần này, trong cái sự đối lập này, được không ạ? Thứ nhất nó là gì nhỉ? Nó là biểu tượng cho cái gì? Tại sao lại đưa ra hai cái trạng thái đối cực với nhau như vậy? À rồi, ok. Thứ nhất chúng ta có lớp nghĩa ẩn đầu tiên, đó chính là những trạng thái đối cực trong tình yêu. Tại sao chị lại bảo là đây là những cái trạng thái đối cực trong tình yêu? Bởi vì là trong tình yêu thì chúng ta cũng sẽ có những niềm vui, chúng ta sẽ có những nỗi buồn, chúng ta sẽ có những hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ có những tủi hờn, những giọt nước mắt, được không ạ? Đó là điều mà không thể tránh khỏi được. Và đó là lý do tại sao mà người ta lấy ra hình ảnh của con sóng với những cái trạng thái đối cực như vậy. Ở đây ý là muốn nói về những trạng thái đối cực trong tình yêu. Ok không ạ? Đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, là hạnh phúc, là sự tủi hờn, là sự mong đợi. Được chưa ạ? Và một cái nghĩa ẩn nữa mà các bạn cũng sẽ phải nhắc tới giúp cho chị, đó là gì ạ? Đó là nói ra cái sự đối cực như vậy để thể hiện những cái trạng thái đối cực của người con gái trong tình yêu. Được không ạ? Có một bài thơ rõ nhất mà chị đã từng đọc cho các em, đó là gì nhỉ? À, em bảo anh đi đi, xoanh không dừng lại. Em bảo anh đừng đợi, xoanh vội về ngay. Lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em? Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sâu? Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sầu? Được không ạ? Ok không? Thì đấy là một trong những cái bài thơ mà thể hiện rõ nhất cho cái sự đối cực, những cái trạng thái đối lập của người con gái trong tình yêu. Thì nên người ta mới bảo là người con gái khi yêu ấy, đôi khi là cứ sáng nắng chiều mưa, trưa trở rời sấm sét, phải không ạ? Có thể vui ngay đấy nhưng có thể buồn ngay đấy, có thể đang hạnh phúc ngay đấy nhưng cũng có thể hụt hẫng ngay đấy. Và đấy là những cái trạng thái mà không thể tránh được, phải không ạ? Em đã bảo là gì? Em bảo anh đi đi, mà lại còn tự hỏi câu là gì? Xanh không đứng lại. Thế bây giờ bảo người ta là đi đi thì tất nhiên là người ta sẽ đi luôn rồi. Làm gì có chuyện mà người ta dừng lại mà lại còn bảo là em bảo anh đi đi, xanh không dừng lại, phải không ạ? Em bảo anh đừng đợi thì bảo người ta không đợi thì người ta phải đi về chứ, đúng không? Ở đây thì mình lại gì ạ?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lại còn cố tình đặt câu hỏi là sao anh vội về ngay? Đấy, thế nên là một cái lời khuyên cho các bạn nam ở trong lớp mình ấy, sau này mà có bạn gái, được không ạ? Thì em bảo anh đi đi là anh nhất định phải ở lại. Em bảo anh đừng đợi là anh nhất định được cô về ngay. Lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Một trong những cái điều quan trọng nhất là anh phải nhìn vào đôi mắt của em để biết được là em đang mong mỏi điều gì, đang mong muốn điều gì. Được không? À, khi mà giảng về sóng ấy, chị luôn luôn định hướng cho các bạn nhiều những câu chuyện mới mẻ về tình yêu lắm. Bởi vì chị nghĩ rằng là đây là một trong những cái khía cạnh mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Bởi vì các em cũng biết rồi đấy, trong cuộc đời này thì chúng ta chỉ có mong muốn là có hai thứ để mình tìm kiếm trong cả cuộc đời của mình thôi. Một là một công việc mà mình đam mê, và thứ hai là một người mà mình đam mê. Thì cái việc tìm được một người đồng hành cùng với mình là một cái điều quan trọng lắm. Thế nên là chị cũng hy vọng là với bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta chia sẻ với nhau những kiến thức về bài thơ này, mà chúng ta còn định hướng cho nhau những cái cách để ứng xử phù hợp ở trong tình yêu của mình, được không ạ? Nha. Rồi, đó, chúng ta nhìn thấy được những cái trạng thái đối cực của người con gái ở trong tình yêu là như vậy. Ok chưa? Thì ở đây vẫn còn một cái nét nghĩa tiềm ẩn nữa mà các bạn cũng sẽ lưu ý một chút xíu cho chị nhá. Bởi vì là trong rất là nhiều bài phân tích thì các bạn ấy không nêu được cái ý này. Đó cũng chính là gì ạ? Thể hiện cho hình ảnh của người con gái. Như thế nào nhỉ? Bên ngoài có thể rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là sự yếu mềm. Đúng không ạ? Suy cho cùng ấy, thì sau này các em có trở thành một cô gái độc lập như thế nào? Hay là các em tự biện bạch cho mình một cái yếu tố, một cái lý do là vì người yêu của em đã rất là mạnh mẽ và tự lập rồi, nên em nghĩ rằng là những cái việc như vậy cô ấy có thể tự giải quyết và em không cần phải giải quyết những cái điều đó. Thì đấy là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai của rất nhiều bạn, được không ạ? Bởi vì suy cho cùng, xét về mặt bản chất thì phụ nữ vẫn là phái yếu. Và dù cho là ở bên ngoài có mạnh mẽ, có ồn ào, có sôi nổi như thế nào, thì ẩn chứa cuối cùng ở bên trong trái tim của mỗi người con gái, của mỗi người phụ nữ vẫn là một cái trái tim yếu mềm, là một cái trái tim rất là mỏng manh và dễ bị tổn thương. Chính vì vậy chúng tôi mới được coi là phái yếu. Và chính vì vậy mà chúng tôi mới cần cái sự bảo bọc, cái sự che chở từ các anh, được không ạ? Chứ còn bây giờ cái gì mà tôi cũng mạnh mẽ được rồi, cái gì tôi cũng làm được rồi thì tôi đâu cần gì nữa đâu. Hiểu chị không nào? Nhá, thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị điều này nhá. Thì một cái nét nghĩa ẩn nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là hai cái khía cạnh đối lập như vậy cũng thể hiện cho hình ảnh của người con gái cho người phụ nữ, được không ạ? Bên ngoài thì họ có thể rất là mạnh mẽ, rất là độc lập, nhưng suy cho cùng thì bản chất của họ cuối cùng vẫn là sự yếu đuối, sự yếu mềm. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi lại được gọi là phái yếu, được không ạ? Em, tại sao chị thấy các bạn im ấy nhở? Không có tương tác gì với chị luôn á. Các bạn, sao các em im thế? Các em không có một cái tương tác gì với chị luôn á. Em ơi, chị cảm giác như là một mình chị đang gọi là đơn độc giữa con thuyền này vậy. Các em lên tiếng đi, cho chị biết là các em vẫn đang ở đấy đi. Sao ạ? Hồi Minh Tiền thấy rồi, vẫn đang nghe à? Chị có cái cảm giác hoảng hốt là không biết là các bạn đang ở đâu ấy. Hoảng sợ thực sự. Rồi ok, bởi vì là như thế này, Xuân Quỳnh từng viết trong bài thơ Thuyền và Biển là gì ạ? Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển, từ ngày nào chẳng biết, thuyền nghe lời biển khơi, cánh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền nhiều khát vọng, còn lòng biển bao la, thuyền đi hoài không mỏi, biển vẫn xa còn xa. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ,
thì thầm gửi tâm tư quanh mạn thuyền sóng vỗ, cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền, vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên, được không ạ? Vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Thế nên là vì tình yêu của chúng mình cũng có những cái sự thay đổi như vậy. Thế nên đâu phải là ngày hôm nay em hạnh phúc như vậy, nhưng ngày mai vẫn tiếp tục chìm đắm trong những cái hạnh phúc men say như vậy đâu. Xuân Quỳnh đã từng rất nhiều lần lo âu và trăn trở là gì ạ? Em không gì ạ? Em không, em đâu nghĩ, em đâu dám nghĩ tình yêu là vĩnh viễn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Rất là nhiều lần mang trong mình những cái lo âu trăn trở cực kỳ đời thường như vậy, được không ạ? Và hãy nhớ giúp chị rằng là bởi vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên, thế nên những cái cung bậc trạng thái cảm xúc của tình yêu cũng thay đổi theo thời gian như vậy, được không ạ? Và ở hai câu thơ này có một cái từ ngữ được sử dụng rất hay mà các bạn chú ý cho chị, đó là từ và, được không ạ? Tại sao không phải là dữ dội cùng dịu êm, hay hồn ồn ào cùng lặng lẽ, hay là dữ dội với dịu êm, ồn ào với lặng lẽ, hay là đặt trong một cái cặp quan hệ là dữ dội hoặc dịu êm, ồn ào và lặng lẽ mà nhất định phải sử dụng từ và? Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị rằng sử dụng từ và ở đây mang nét nghĩa là gì ạ? À, lưu ý giúp chị nhé. Từ và có nghĩa là gì nhỉ? Thể hiện cho là hai cái trạng thái này luôn song hành cùng với nhau, được không ạ? Dù là đối lập nhưng vẫn luôn song hành cùng với nhau, ok chưa ạ? Dù là đối lập nhưng vẫn luôn song hành cùng với nhau, luôn gắn chặt với nhau như vậy, được không ạ? Nhớ giúp chị điều này nhé, cách sử dụng từ ngữ rất hay, được không ạ? Ở trong một cái mối tương quan rằng là cả hai vế là bằng nhau và luôn song hành cùng với nhau. Ok chưa nào? Nhớ giúp chị về nội dung của hai câu thơ này nhé. Tiếp tục, ở hai câu thơ tiếp theo, nếu như ở hai câu thơ trên là hai cái câu thơ thể hiện cho chúng ta những cái điều khác biệt, những cái sự đối lập ở trong tình yêu, thì chúng ta có hai câu thơ tiếp theo này là một cái thông điệp tình yêu vô cùng mới mẻ. Được không ạ? Thông điệp tình yêu mới mẻ được nhắc tới ở đây là cái gì ạ các bạn? Sông không hiểu nổi mình, lưu ý giúp chị này. Sông mình sóng bể, được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Sông ở đây là chỉ một cái giới hạn chật hẹp, đúng không? Bể ở đây là biển, chỉ đại dương, là một cái giới hạn rộng lớn, đúng không? Vô cùng. Và mình ở đây chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? Thưa giúp chị nhé, mình ở đây có nghĩa là gì? Mình ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Mình ở đây có nghĩa là gì? À, mình ở đây có nghĩa là sóng, được không ạ? Có nghĩa là chúng ta có thể hiểu theo lớp nghĩa là sông không hiểu nổi sóng, thế nên sóng phải tìm ra đến tận bể. Ok Nhật Lệ nhé, ok em, ok, được không ạ? Sông không hiểu nổi sóng, thế nên sóng phải tìm ra tận bể, được không ạ? Sóng không chấp nhận một cái giới hạn chật hẹp như là sông, mà sóng phải vươn mình để tìm ra tới tận bể, tới tận biển, tới tận đại dương bao la. Để làm gì nhỉ? À, để có thể đến với đúng nơi mà bản thân mình thuộc về. Ok chưa? Hiểu ý câu này không ạ? Sóng vượt qua giới hạn chật hẹp là sông, để tìm đến giới hạn rộng lớn bao la nơi mình thuộc về, đó là bể. Ok chưa ạ? Đây là nghĩa thực, chúng ta có nghĩa thực là như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng là ở đây sử dụng biện pháp tu từ gì nhỉ? À rồi, sử dụng biện pháp tu từ
nhân hóa. Ok không? Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa ở đây. Được không ạ? Rồi, và vậy thì nghĩa thực là như vậy. Thế còn cái lớp nghĩa mà người ta muốn thể hiện ở đây là gì? Theo các bạn, tại sao chị lại nói rằng đây là một cái thông điệp tình yêu vô cùng là mới mẻ? Theo các bạn, chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng là trăm suối thì đổ về một sông, trăm sông thì đổ về biển lớn, và sóng thì không giới chấp nhận cái giới hạn chật hẹp, nhỏ hẹp của dòng sông. Sóng vươn ra biển lớn để tìm về đại dương và tìm về đến với cái nơi đích thực ở trong cuộc đời của mình. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta có một cái thông điệp. Nếu như soi chiếu cái hình ảnh của sóng vào hình ảnh của một người phụ nữ, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thông điệp được rút ra ở đây mà chúng ta sẽ quan tâm, đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là em, sự chủ động của người con gái trong tình yêu. Dám đặt để những tình cảm nhỏ nhặt đời thường của mình ở lại để tìm đến tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Ok chưa nào? Được không ạ? Dám đặt để những điều mà mình nghĩ rằng đó chỉ là những cái tình cảm nhỏ nhặt, những cái tình cảm tầm thường ở lại để tìm tới tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Mà chúng ta thấy rằng là cái bối cảnh, cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này là vào năm 1967. Thật ra chị nghĩ rằng là từ trước đây, từ thời của bố mẹ chị ấy, tức là từ thời năm 7 mấy, năm 8 mấy, năm 7 mấy, mà cái khái niệm về việc là cọc đi tìm trâu ấy, nó đã là một cái khái niệm rất rất là xa vời rồi. Người con gái ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân ấy, đôi khi là còn yêu nhau mà còn không cả dám nắm tay nhau, nhìn nhau cơ mà. Mà tất cả mọi cái sự chủ động trong tình yêu thì phải là người con trai, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây chúng ta lại cảm nhận được một cái thông điệp vô cùng mới mẻ mà bản thân Xuân Quỳnh muốn chia sẻ với thế hệ ở trong thời kỳ đó, cũng như là đến còn nguyên giá trị đến tận thời điểm bây giờ. Đó là lý do tại sao người ta thấy rằng là những cái nét tình yêu được thể hiện trong thơ Xuân Quỳnh vừa mang cái nét truyền thống nhưng cũng vừa mang cái nét vô cùng là hiện đại. Và đây là một trong những cái thứ thể hiện sự hiện đại ở đây, đúng không ạ? Chủ động trong tình yêu của mình, quyết liệt trong tình yêu của mình, dám đặt để, dám từ bỏ những cái tình cảm nhỏ nhặt và tầm thường của mình ở lại để tìm đến với tình yêu đích thực trong cuộc đời. Phải không ạ? Không sợ bị gièm pha, chỉ quan trọng rằng là cảm xúc của tôi là như vậy và tôi sẽ sống đúng, sẽ sống trọn vẹn với những cảm xúc của tôi mà thôi. Được không ạ? Em có hiểu phần này không? Các bạn có hiểu được khổ thơ đầu tiên này không ạ? Vậy thì ở khổ thơ đầu tiên này, chị túm gọn lại cho các bạn là chúng ta sẽ có hai cái nội dung mà các bạn sẽ cần phải nhớ. Thứ nhất là hai câu thơ nói về cái sự đối lập, phải không? Và chúng ta cũng sẽ có được một cái thông điệp tình yêu vô cùng mới mẻ được thể hiện ở đây. Ok chưa ạ? Xong đoạn 1 nhé. Rồi, chúng mình sẽ chuyển sang khổ thơ thứ hai. Khổ thơ này chị đặt tên là Khát vọng tình yêu. Khát vọng tình yêu. Được không ạ? Ôi con sóng ngày xưa, và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Chúng ta thấy rằng là ở trong những cái bài thơ dài như thế này, bao gồm tận 9 khổ, tất nhiên nó sẽ cũng sẽ có những cái khổ thơ chính và những cái khổ thơ được coi là nền để thúc đẩy những cái khổ thơ sau, được không ạ? Thì cái khổ thơ này là một cái khổ thơ mang cái tính chất là nền và kết nối các khổ thơ lại với nhau. Thế nên là chúng ta sẽ cùng phân tích nhanh khổ thơ này cùng với chị nhé. Chúng ta sẽ xác định một số những cái yếu tố ở trong khổ thơ này. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có hình ảnh con sóng chính là chủ thể, phải không ạ? Chúng ta có cụm từ chỉ thời gian là ngày sau. Ngày xưa là chỉ về gì nhỉ? Quá khứ. Ngày sau là chỉ về
tương lai. Được không ạ? Và chúng ta có từ vẫn thế là cụm từ chỉ sự bất biến, không thay đổi theo thời gian. Phải không ạ? Và chúng ta có ở đây là gì nhỉ? Nỗi khát vọng tình yêu. Được không nào? Vậy thì nếu như nhìn cả đoạn thơ này, em sẽ thấy một cái thông điệp rất là đơn giản được chia sẻ ở đây. Đó chính là thông điệp gì nhỉ? À, đó chính là thông điệp khát vọng tình yêu. Là khát vọng của bạn, của tôi, của chúng ta. Đây là khát vọng không của riêng ai cả, phải không ạ? Mà đó là khát vọng của bạn, của tôi, của chúng ta, của đời nay, của ngày xưa, đúng không ạ? Các bạn sẽ đợi chị một chút xíu nhé. Vâng, em nghe rồi ạ. Ừ, anh đến chưa ạ? Vâng, vâng, đợi em 50 phút nhé. Vâng, vâng. Rồi các bạn ơi, quay trở lại nhé. Chúng ta nhìn này, khát vọng tình yêu là khát vọng của bạn, của tôi, của chúng ta, của đời nay và muôn đời sau. Phải không ạ? Đó là khát vọng của gì nhỉ? À, là khát vọng của hiện tại, của quá khứ, của hiện tại và của tương lai. Ok chưa nào? Đó là khát vọng của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Đó không phải là khát vọng của riêng bạn, bởi vì tôi cũng mơ về tình yêu nhiều lắm. Đó không phải là khát vọng của riêng tôi, bởi vì tôi biết rằng biết bao nhiêu những người ngoài kia, họ cũng đang mơ về việc là có được một mối tình thơ và tìm được một người để mình đam mê ở trong cuộc đời này. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là điều kiện cần để có được khát vọng tình yêu là gì? Khát vọng tình yêu là bất biến và sẽ còn mãi. Chỉ cần điều kiện là gì ạ? Trong trái tim của những người trẻ còn thổn thức đập những nhịp yêu thương. Ok chưa nào? Ok chưa? Đây sẽ là gì ạ? Đây sẽ là cái duy nhất, đúng không ạ? Chỉ cần một cái điều kiện duy nhất như thế này thôi. Chỉ cần trong trái tim của những người trẻ còn đập những nhịp yêu thương, còn đập những nhịp thổn thức thôi, thì khát vọng tình yêu sẽ là khát vọng trường tồn mãi mãi. Được không ạ? Mà các bạn ơi, chúng ta thử đặt câu hỏi xem rằng là có bao giờ trái tim của chúng ta ngừng đập không? Dù là thế hệ trước trái tim của họ có thể ngừng đập, nhưng thế hệ này lại tiếp nối thế hệ sau. Và có lẽ là không bao giờ có được cái điều đó, đồng nghĩa với việc là khát vọng tình yêu sẽ không bao giờ mất đi và khát vọng tình yêu sẽ còn mãi ở trong mỗi chúng ta. Đó chính là thông điệp mà Xuân Quỳnh muốn chia sẻ qua khổ thơ này. Được không ạ? Các bạn có hiểu không nhở? Em có hiểu không nhở? Rồi, các bạn ơi, có lẽ là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Bởi vì là bây giờ cũng hơn 7 giờ thì chị cũng phải đi có một chút việc rồi. Thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây. Yên tâm là buổi sau chị sẽ bù thêm giờ cho các em để chúng ta có thể học được hết về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Đừng lo lắng về điều đấy nhá. Ok chưa? Thì buổi sau chị cũng sẽ bù đắp cho các em. Chị sẽ gọi là như thế nào nhỉ? Nói chung là chị sẽ đi hết với các bạn, nên là chị không để cho các bạn phải thiệt thòi bất cứ một cái gì cả. Được không ạ? Nhá. Nên là đừng lo lắng về việc là chị ơi, mất mà thời gian của chúng em như thế này thì nhỡ không học được hết thì sao? Tất nhiên là chị sẽ phải có một cái cam kết với các bạn rồi. Được không nào? Nhá. Thì thông cảm cho chị ở trong buổi ngày hôm nay. Buổi sau thì chị sẽ bù thời gian cho các bạn. Yên tâm. Không có lo lắng gì hết. Nhá. Rồi, ok, cảm ơn các em vì ngày hôm nay mặc dù là chị phát sớm như thế, nhưng mà các bạn vẫn lên học rất là đầy đủ, được không ạ? Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Và đừng quên là hãy để cho tâm hồn của mình nuôi dưỡng những cái cảm xúc yêu thương. Bởi vì chị nghĩ rằng là khi mà các em bơm đầy cảm xúc rồi thì cái việc học văn và viết văn sẽ rất là dễ dàng đấy, được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Chúc cho các em sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.